Thầy xin chào tất cả quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các em võ sinh đã quay trở lại với kênh Từ Học Võ Karate Tại Nhà. Trong bài học sáng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em nội dung mới, đó là kỹ thuật đỡ thường nặng AGUKE. AGUKE đỡ thường nặng. Trước khi đi vào nội dung chính, thầy trò chúng ta cùng đứng lên và thực hiện lại bài khởi động. Ở nội dung bài khởi động này, thầy yêu cầu tất cả em võ sinh thực hiện tích cực, nghiêm túc, tự giác và theo nhịp hô của thầy để chúng ta cùng nhau thực hiện nội dung khởi động cho nó thật kỹ. Sau khi khởi động xong, thầy và trò chúng ta cùng ôn lại một số nội dung đã tập luyện ở bài 1 đến bài 5. Sau khi ôn tập một số nội dung xong thì thầy sẽ tiếp tục giới thiệu cho các em kỹ thuật mới, đó là kỹ thuật đỡ thường nặng AGUKE. Sau đây xin mời tất cả các em học sinh, các bạn học sinh cùng đứng lên để thực hiện bài khởi động chung. Và trong bài khởi động này, thầy sẽ hướng dẫn thêm cho các em một vài động tác khởi động. Xin mời các em thực hiện theo. Chú ý, động tác đầu tiên là động tác tay vai. Xin mời các em thực hiện theo nhịp hô của thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hồi. Động tác tay ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hồi. Động tác nghiêng lưng. Bước chân trái sang bên trái trước, hai tay ra ngang. 1, nghiêng qua bên trái. 2, 3, thu về. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác vặn mình. Bước chân trái sang bên trái trước, hai tay đưa thẳng về trước, sau đó vặn sang bên trái. 1, 2, 3, 4, ngược lại, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hôi. Động tác cũ, hai tay chống hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay. 1, 2, 3, 4, ngược lại. 5, 6, 7, 8, xoay cổ chân cổ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hồi. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hồi. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hô. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay hông. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 xoay gối ngoài vào trong trước 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 trùng gối xoay từ phải sang trái trước 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại 2 2 3 4 5 6 7 8 rồi bước rộng chân ra tắt không 1 2 3 4 thẳng gối 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 rồi xoay qua bên trái ép dọc 1 gọi là ép trước đấy nha ép trước thẳng lưng lên nào 2 có phải thẳng lưng lên thẳng lưng lên qua trái ép ngang chuyển chân qua chuyển hông xoay ngang bàn chân lại 1 sát xuống nào thấp xuống 2 xoay ngang mũi chân lại xoay ngang bàn chân lại nào ép nhiều chân 1 duỗi thẳng mũi chân lên 2 rồi tất cả ngồi xuống trên gót chân ngồi xuống trên gót chân tay phải 1 căng ra các em dùng tay trái để kéo căng đi cái bàn tay phải 2 ngược lại 3 ép vai 4 kéo đằng sau dùng cái tay trái kéo cái vai phải qua kéo qua đổi tay trái 1 2 ngược kéo căng 3 4 kéo cái sau dùng tay phải kéo mình cái vai trái qua kéo mình vai trái qua rồi các em chống hai tay về phía trước nhảy chân lên sau và căng cái hông lên căng người lên duỗi thẳng mũi chân ra các em chú ý duỗi thẳng mũi chân căng cái cơ lưng ra đứng lên rủ chân đi em rủ chân thả lỏng tay ra duy chân trái bước về trước thanh tịnh chiến đấu thủ ôm đấy thủ lên đã hết dọc nghe theo nhịp bộ của thầy nha một cao lên 2 cao chân lên 3 4 5 6 7 8 9 10 đổi bên thủ lên nào thủ cao tay lên thủ
ép tay lên. 1, đá cao chân lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chú ý thả lỏng xuống chân đầu tay để tiếp tục thực hiện kỹ thuật tiếp theo. Các em sửa lại vỏ phục hoặc là trang phục của mình tiếp tục. Rồi tiếp tục, hai tay chống hông lên, hất chân ngang, một chân phải, hai chân trái, hất ngang bàn chân lên nào, nhớ nghe, chúng ta chú ý ngang bàn chân này, hất lên, hất ngang lên, nhớ chưa, phải đi ngang như thế này nhá. Vì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yeah. Rồi, một chân. Rủ chân đi nào. Chuy. Tất cả thủ tay về hông, hai tay thủ về hông, nắm đấm lại, trước khi thủ các em chú ý cuốn mình nắm đấm lại cho chắc, thủ về hông, nghe thầy hô, đấm vô. Một tay phải, hai tay trái, nhẹ nhàng. Một, trung đẳng. Hai, xoay cái hông theo các em. Ba, nhẹ nhàng đấm theo và chúng ta phải xoay được cái hông. 4, 5, 6, 7, nhẹ nhàng, 8, 9, 10. Rồi, bây giờ chúng ta đến 10 đòn mạnh cho thầy. Nhấn lên, nhấn mạnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thả lỏng, rủ tay rủ chân. Rủ tay rủ chân đi nào. Chú ý, hai tay thủ phải không? Tiếp tục 10 đòn đấm hạ đẳng, thấp xuống, thực hiện nhanh, mạnh, nghe nhìn hô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi, rủ tay. Rụt tay, thả lỏng. Rồi, chú ý. Hai tay thủ về hông. Tiếp tục thực hiện kỹ thuật đấm thượng đạo. Nhấn mạnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, rụt tay. Tiếp tục. Siko chữ đăng chữ kỳ, tức là bước chân phải sang bên phải, đấm thẳng trung đẳng. Đây,
Thấy chưa? Rồi. Đấm tay phải trước nha. Miki Shiko Chirakiki. Up. Đấm thẳng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấm hạ đẳng. 1 hạ đẳng nha, thấp tay xuống. Thấp tay xuống hạ đẳng. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thương nào, thấp xuống nào, cao tay lên ngay miệng đấm ở vị trí thương nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yumi, rủ tay rủ chân. Yumi, và bây giờ chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật đỡ hạ đẳng ghế đăng bra. Thầy nhắc lại, kỹ thuật đỡ hạ đẳng có tên là ghế đăng bra. Thầy sẽ hôn chúng ta thực hiện theo. Một tay chúng ta thực hiện 10 lần. Thầy quy định tay phải trước, tay phải đỡ xuống trước. Một, thu vào và đỡ ra luôn. Hôm trước thầy đã phân tích rồi. Thu vào, đỡ ra. Một, giống như bài 5 ấy, giống như bài số 5. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Rồi, rụ tay. Rụ tay tích cực đi nha. Rụ tay thả lỏng ra tích cực. Yumi. Tiếp tục tay trái. Hít thở sâu. Các em hít thở sâu đi. Hít bằng mũi, thở bằng miệng. Nghe thầy hô. Tiếp tục đỡ hạ đẳng bằng tay trái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi rút tay. Hít thở sâu nào. Tiếp tục chúng ta ôn lại kỹ thuật đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài. Uchiuke. Yumi. 1 trung đẳng từ trong ra ngoài. Uchiuke. 2 tay phải trước. 3 4 5 6 7 8 9 10 Ê! Rồi rụt tay. Hít thở sâu. Duy. Thực hiện tay trái. Tiếp tục thực hiện tay trái. 1 Được ra nhân 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi rụt tay. Hít thở sâu. Trong quá trình chúng ta thả lỏng thì phải hít thở sâu. Hít bằng mũi, thở bằng miệng. Thở lỏng ra các em.
chúng ta chơi thể thao là không vội nhé, chơi thể thao là không vội, chúng ta phải có thời gian nghỉ, hít thở sâu, vì đây là chúng ta đang giai đoạn tập luyện, chúng ta không vội nhé, thở lỏng ra. Tiếp tục, chúng ta ôn nội dung đỡ trung nặng từ ngoài vào trong. Soto Uke. Soto Uke. Một là thủ, hai là đỡ. Thấy chưa? Rồi, nghe thầy hô nha. Nghe thầy hô làm theo. Một, đỡ xuống. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, ơi, đổ tay, tay trái, một, thủ lên, hít, được chưa? Rồi nghe hô lại, một, đánh luôn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, ơi, chuẩn bị, nhịp, chào, chuẩn bị. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn, phân tích và thi phạm cho tất cả các em kỹ thuật đỡ thường nặng có tên gọi là Age-Uke. Thầy nhắc lại, kỹ thuật đỡ thường nặng có tên gọi là Age-Uke. Sau đây thầy phân tích những kỹ thuật cho các em xem, sau đó chúng ta thực hiện theo. Kỹ thuật đỡ thường nặng như sau: một, thụ, hai, đỡ, một, thụ, hai, đỡ. Và sau khi chúng ta thực hiện quen rồi thì chúng ta đỡ luôn một lèo, có nghĩa là thụ đỡ ra liền, thụ đỡ ra liền. Chúng ta thực hiện xem: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, cao ra lên, chín, mười. Rồi, chú ý. Bây giờ thầy phân tích nha. Thầy phân tích. Bây giờ thầy quy định cái tay phải trước. Tay phải trước. Đấy. Tức là khi các em đứng quay hướng như thế này với thầy ấy, thì các em dùng tay bên này. Tay phải nhá. Rồi. Tay phải nắm, tay trái cũng nắm nhá. Ở giai đoạn thụ, nắm đấm ngựa, đặt ở phía trước thắt đai. Tên. Hiểu chưa? Thầy nhắc lại, kỹ thuật đỡ thường nặng gồm có hai giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là thụ, giai đoạn thứ hai là đỡ lên. Giai đoạn là thụ, hai là đỡ lên. Thì ở giai đoạn thụ này chúng ta chú ý nắm đấm ngựa, nắm đấm ngựa, nắm đấm không được lòi ra khỏi cái cơ thể của chúng ta, mà chúng ta phải để ở phía trước, phía trước thắt đai, thấy chưa nào? Đây, đây là giai đoạn thụ nha. Ở giai đoạn đỡ là chúng ta chú ý đi dần lên phía trước, đi dần lên phía trên phía trước, và chúng ta xoáy cái tay lại đỡ ra, hiểu chưa? Đấy, một, thụ, hai, đỡ, một, đi lên nhẹ nhàng này, đi lên nhẹ nhàng phía trước, trên đỉnh đầu và trước trán, kết thúc. Đấy chưa? Chúng ta thấy không ạ? Đây, thầy làm lại nha. Một, thủ, các em làm theo luôn, nắm tay lại nào. Các em nắm tay lại làm theo này. Nghe thầy hô. Nghe thầy hô, chúng ta đi theo chưa? Hai, nhẹ nhàng, trên đỉnh đầu và trước trán, kết thúc. Một, hai, một, hai. Rồi, tay trái rất đơn giản nhá. Cùng như vậy, nắm đấm của tay trái ngửa ra, nắm đấm của tay trái thụ phía trước thắt đai và ngửa, nắm đấm ngửa, hai, kết thúc. Ý như vậy, ý tay phải thôi, trên đỉnh đầu và trước trán, một, thụ, hai, một,
hai, nhà nhà, một, hai, được chưa? Rồi, bây giờ thầy nói rõ thêm nha, thầy đi về phía này, thầy đi về phía này nha, đây, các em chú ý này, nắm đấm, ngựa, đặt ở phía trước thắt đai, nhớ chưa nào, phía trước bụng đấy, nắm đấm ngựa. Giai đoạn thứ hai là chúng ta vừa đi vừa xoáy tay nha, vừa lên xoáy tay này, kết thúc, đây kết thúc. Các em chú ý cho thầy, khi kết thúc thì vị trí tiếp xúc của cái đòn đỡ thường đặt này là ở khu vực này, đây nha, đây, nhớ chưa? Thứ hai, các em đỡ cái tay ra thì phải cao hơn trán, cao hơn đầu, trên đỉnh đầu và trước trán. Thầy yêu cầu cổ tay phải thẳng, giống như cái nắm đấm này, giống như chúng ta thực hiện kỹ thuật đấm thẳng đấy, nhớ chưa? Đây thầy làm lại nha, từ đây. Thụ này, một thụ này, hai lên kết thúc, nhấn, một, hai lên đỡ, hiểu chưa? Rồi tay tay bên kia cũng như vậy, thầy làm hướng này, một thụ này, ý như vậy thôi, thụ, hai, đỡ lên kết thúc này, nhớ chưa? Người ta đánh vào đây này, đánh vào chỗ này, đánh trên đầu ấy, người đánh trên đầu xuống, người ta chém trên đầu xuống thì chúng ta đỡ lên đầu, nhớ chưa? Và lưu ý này, khi chúng ta đỡ trên đầu thì như thế nào? Cổ tay thẳng, cao hơn trán vào đầu, đồng thời cái nắm đấm này phải qua khỏi cái đầu mình, nhớ chưa? Nếu người ta đánh trên đầu xuống, người ta đánh trên đầu xuống mà chúng ta đỡ đỡ này trật lắc, nhớ chưa? Nếu chúng ta đỡ ra ngoài cái đầu của mình là trật lắc, tức là đối phương người ta đánh thẳng mà mình đỡ ở bên này, hiểu chưa? Cho nên chúng ta phải đưa cái tay qua, đưa cái tay qua, nhớ chưa? Đây, một thủ, hai đỡ, tay phải cũng thế, một thủ, hai đỡ. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn cái tay còn lại nhá, tay còn lại này, một tay các em thủ chưa, tay còn lại các em nắm hờ tự nhiên và đưa về phía trên trước. Để chúng ta làm gì? Chúng ta che cái chấn thủy này các em này. Đây, trong cơ thể chúng ta có cái huyệt đạo chấn thủy, thì huyệt đạo này người ta gọi là huyệt chấn thủy. Nếu tác động một lực mạnh lên đây thì chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra à? Rất là đau và thậm chí là gây choáng ngất xỉu ở khu vực này, huyệt nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta thủ đối với đòn được hạ đẳng, được trung đẳng, được thượng đẳng, hoặc là chúng ta thủ để thi đấu thì chúng ta phải che kín cái chấn thủy này lại, thấy chưa? Rồi thầy nói lại, một tay thủ, tay còn lại nắm hờ tự nhiên và đưa về phía trước để che kín chấn thủy, nhớ chưa? Nắm từ đây, tay phải đỡ lên kết thúc thì tay trái thu về hông, thấy chưa? Một, thầy làm hướng này cho các em xem. Hai, đấy các bạn thấy rõ không? Một thủ, hai, một, hai, rồi đổi bên, đổi bên nha. Bây giờ tay phải là nằm trên thì tay trái đỡ, đúng không? Tay trái nằm dưới này, thủ này, tay còn lại nắm hờ tự nhiên và đưa lên trên để kẹp chỉnh cái chấn thủy lại, che cái chấn thủy lại, che cái huyệt đạo của mình lại, nhớ chưa? Một thủ, hai, một, hai, một thủ, hai. Các em thấy chưa? Một thủ này, tay đỡ lên thì các em chú ý cho thầy là lúc nào nắm đấm cũng ngửa hết, tay mà đỡ lên trên á thì nắm đấm của nó là ngửa, nhớ chưa? Đây, một thủ, hai, một thủ, hai. Rồi bây giờ thầy đi về phía sau để thực hiện lại, hoàn thiện kỹ thuật đỡ thượng đẳng cho các em xem. Đi, thực hiện tay phải trước nha. Một, thấy chưa? Hai là tay trái, hai đỡ lên, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, đỡ lên cao lên nào, thoáng lên, các em xem cho kỹ nha, chín, mười, tiếp tục mười đầu nữa, một, nhấc, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín,
Rồi, thả lỏng. Chúng ta đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thả lỏng ra nha. Rồi, lỏng hết cỡ ra nha. Sau khi chúng ta tập luyện thể thao xong, đặc biệt là các cái bộ môn mà chúng ta bỏ sức ra nhiều thì chúng ta phải hết sức chú ý, đó là phải thả lỏng tích cực nha, thả lỏng một cách tích cực. Rút chân. À, hít thở sâu đây các anh. Ôi, đây. 1 2 3 4 thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Rồi. Xoay hông nhẹ nhàng 1 2 3 4 ngược lại 5 6 7 8 rồi. Rút tay. Xong rút chân. Rung này, rung, rung cái chân. Em rung 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 cái chân đi. Rồi ngồi xuống. Em ngồi xuống, ngồi nha. Đây, có cái chân lên rung. Rung, bắt đây. Đây. Và lúc này đồng thời cả em tranh thủ hít thở sâu. Hít thở. Thoải mái ra nào. Rồi thả lỏng ra. Rút chân. Ngồi cho nó nhẹ nhàng và thả lỏng hết cơ thể ra để cho nó hồi cái cơ lại các. Đấy, nhìn nhá. Không vội hết. À các em chú ý cho thầy này. Sau khi các em tập luyện thể thao xong, nói chung là chơi một môn thể thao đang vận động một cái năng lực khá tốt và mồ hôi rất là nhiều, thì các em chú ý cho thầy là chúng ta phải nghỉ từ 15 đến 20 phút nha. 15 đến 20 phút cho nó ráo mồ hôi thì chúng ta mới được tắm. Chứ không phải là sau khi tập xong, chơi thể thao xong là chúng ta nhảy vào tắm liền là rất là nguy hiểm nha, em chú ý cho thầy. Đấy. Cho toàn bộ mồ hôi trên cơ thể chúng ta nó ráo đi đã, nó khô đã, hiểu chưa? Cho cả cái cơ chúng ta nó hồi phục lại đã thì chúng ta mới được đi tắm nha. Đó là một điều quan trọng các em chú ý cho thầy. Không phải là tắm liền đâu nha. Tập xong mệt mỏi, nóng lực, khó chịu, các em vào tắm liền là không đúng đâu nha. Đấy. Rồi. Ok, đứng lên. Chuẩn bị. Nghiêm. Đâu. Chuẩn bị. À, các em chú ý, đối với bộ môn võ karate thì nó có các cái nội dung tập. Thứ nhất là kỹ thuật căn bản. Kỹ thuật căn bản là gì? Là cái đấm này, là cái đờ này đó, là cái đá này, là cái tấn đấy, cái chém, cái đánh, cái chỏ chẳng hạn. Đó là những kỹ thuật căn bản, thấy chưa nào? Đó là những cái động tác, những kỹ thuật căn bản của cái bộ môn karate. Sau khi chúng ta tập xong tấn các kỹ thuật căn bản thì chúng ta mới tiếp cái nội dung, đó là quyền. Đấy, bởi vì quyền là tập hợp của những kỹ thuật cơ bản để tạo thành một bài quyền, cho nên trước khi chúng ta tập quyền thì phải tập các kỹ thuật căn bản này cho nó kỹ, cho nó đúng, cho nó đẹp, thì khi đó chúng ta ghép quyền lại thì rất đơn giản, đúng không? Đấy. Và nội dung tiếp theo nữa là thi đấu, thì gồm có thi đấu tự do này, thi đấu lật này. Nội dung tiếp theo đó là gì? Biểu diễn này, đối luyện này, vân vân và vân vân. Sau đó chúng ta sẽ nâng cao lên là tập các loại vũ khí của karate. Đấy. Cho nên chúng ta tập võ không vội, và võ thuật thì chúng ta tập mạnh, tập từ năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ, tập miết như vậy. Đấy. Bởi vì chúng ta tập võ mục đích đầu tiên, thầy nói lại, mục đích đầu tiên của học võ là rèn luyện sức khỏe, rèn luyện sức khỏe. Thứ hai, rèn luyện tự vệ, có nghĩa là khi nào cần thiết thì chúng ta mới tự vệ. Cái thứ ba là chúng ta giao lưu học hỏi để tìm kiếm những kinh nghiệm trong cuộc sống, đồng thời là chúng ta tập võ để rèn luyện kỹ năng, các cái kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày. Đấy,
Cho nên chúng ta không vội nhé, không vội, mà thầy trò chúng ta cùng nhau tập, các em tập, thầy cũng tập. Và hàng ngày thầy trò mình bỏ ra từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để chúng ta cùng nhau chơi thể thao, cùng nhau tập luyện bộ môn võ karate. Bài học hôm nay thầy xin phép kết thúc ở đây. Xin hẹn lại quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các em võ sinh trong những nội dung mới của các bài học tiếp theo trong chương trình Từ học võ karate tại nhà của thầy Dương Anh Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.